Chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, có thể nói số mệnh luôn luôn biến đổi không ngừng. Nhiều người mới hôm qua vẫn còn là một kẻ khố rách áo ôm, lo cơm từng bữa. Nhưng chỉ một chút may mắn bỗng chốc đã có nhà lầu xe hơi, tài khoản trên 10 con số. Biến thành tỷ phú chỉ sau một thời gian ngắn, ai cũng đều mơ ước mình sẽ được như vậy. Đặc biệt là vào tháng cô hồn này, luôn tạo cho người khác cảm giác áp lực khi mà phải tăng tốc liên tục cố gắng không ngừng để có thể đạt được thành quả kha khá, chuẩn bị đón tháng mới sung túc và an yên. Các chuyên gia tử vi học cho rằng, vào tháng cô hồn, các con giáp sẽ phất lên như diều gặp gió. Trong thời gian trước, bất kể khó khăn nợ nần ra sao, nhưng từ giai đoạn này trở đi, cuộc sống sẽ thuận lợi hơn gấp bội phần. Nếu may mắn hơn, sẽ gặp được cơ hội làm giàu, chỉ cần biết nắm bắt thì hoàn toàn có thể đổi đời. Hãy cùng Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu ngay trong chương trình ngày hôm nay các bạn nhé! Đầu tiên đó là tuổi Tý. Con đường tài lộc rộng mở trước mắt, bản mệnh có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân khi thần tài kề cận giúp sức. Công việc phát triển hanh thông thuận lợi. Chút khó khăn gặp phải đều được giải quyết với sự giúp đỡ của quý nhân. Họ chính là những người và bạn bè quý mà tuổi Tý có được. Người thành công là người biết tận dụng những cơ hội tốt này. Kiến tha lâu cũng đầy tổ, đó là lời khuyên cho những chú chuột trong tháng cô hồn này. Cuộc sống phú quý sung túc đang chờ đợi bản mệnh ở phía trước. Hãy tận dụng mối quan hệ tốt đẹp mà mình có được, chăm chỉ nhặt từng đồng, nhất định nửa cuối tháng sẽ thật sự rủng rỉnh với người tuổi Tý. Tuổi Sửu. Cụ thể, vận trình tài lộc của con giáp này ngày càng hanh thông thuận lợi, bản mệnh dễ gặp được cơ hội kiếm tiền, không còn chật vật như trước. Thành quả đạt được chính là quả ngọt xứng đáng đối với những gì tuổi Sửu đã không tiếc công bỏ ra. Tuổi Dậu. Nhắc tới những con giáp tài lộc nở rộ trong tháng này thì sẽ không thể không nhắc đến người tuổi Dậu. Vận trình không phải là quá may mắn, song mọi chuyện sẽ dần tốt lên với con giáp này vào thời điểm trong tháng cô hồn. Ngoài những con giáp may mắn đủ đường, được quý nhân tương trợ giúp đỡ thành công, nối tiếp thành công, thì ba con giáp dưới đây hoàn toàn ngược lại, đen đủi đủ đường, làm gì cũng thị phi thất bại, có thể nói là đen như mực. Vậy, đó là những con giáp nào? Đầu tiên là gia chủ tuổi Sửu. Các chuyên gia phong thủy cho rằng tuổi Sửu là một trong những con giáp dễ gặp phải nhiều rủi ro nhất vào tháng này. Về công việc, bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lơ là trong khoảng thời gian này. Việc thiếu tập trung thường xuyên khiến cho bản mệnh làm việc kém hiệu quả, dễ mắc phải sai sót không đáng có. Còn về tài chính, khoảng thời gian này cũng không phải là khoảng thời gian lý tưởng đối với những chú trâu. Những cơ hội để gia tăng thu nhập khá là hiếm hoi trong tháng 7 âm lịch này. Việc kiếm tiền trở nên khó khăn hơn, chưa kể đến việc nếu không cẩn trọng, người tuổi Sửu thậm chí còn mất tiền để sửa chữa những sai lầm của mình đã gây ra. Tuổi Dần. Về công việc, lời khuyên cho những chú hổ chính là hãy thay đổi tính bảo thủ của mình. Những người thành công thì luôn biết lắng nghe và không ngừng học hỏi. Lời khuyên của bạn bè, người thân sẽ là cơ sở để bản mệnh có thể tiếp thu một cách có chọn lọc. Đừng để bản thân mắc phải những sai lầm không đáng có chỉ vì tính bảo thủ, không chịu lắng nghe lời khuyên can của bất kỳ ai. Cần nhớ, nóng nảy và bảo thủ chỉ cản trở con đường bản mệnh đến với thành công mà thôi. Một lời khuyên nhỏ nữa dành cho tuổi Dần trong tháng 7 âm lịch, đó là nên suy nghĩ kỹ càng khi mà quyết định tiến đến với một ai đó. Bắt đầu một mối quan hệ thì hãy quan sát nhiều hơn, tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn để biết người ấy có thật lòng hay chỉ đang lợi dụng bản mệnh. Theo các nhà tử vi học, ngoài việc cẩn trọng trong cách giao tiếp hàng ngày, đề phòng những kẻ gian ám hại bạn, cần phải luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật với hình tượng Phật Bà Quan Âm cùng bộ Bát Nhã Tâm Kinh và chiếc bồ hộ mệnh tương trợ, giúp bạn luôn tỉnh táo, thông tuệ, sáng suốt, từ đó cân bằng được cuộc sống, giúp cho bạn có những quyết định chính xác, hiệu quả. Đối với bản mệnh mà nói, đó là thành công thì càng thêm thành công, thuận lợi càng thêm thuận lợi, không chỉ trong tháng cô hồn mà cả những tháng sau đó nữa. Tuổi Thìn. Theo tử vi tháng cô hồn này có thể thấy, điều khiến cho tuổi Thìn bỏ lỡ cơ hội vốn đã hiếm hoi trong tháng này chính là do không biết tận dụng các mối quan hệ. Bản mệnh vốn có rất nhiều mối quan hệ tốt nhưng lại không linh hoạt trong việc kết nối bạn bè. Cơ hội vốn đã ít, nay lại càng không biết nắm bắt nên tình hình càng trở nên khó khăn. Nhìn chung, con giáp này khó có được sự gia tăng thu nhập trong tháng cô hồn sau khi mà phát sinh nhiều khoản chi. Các chuyên gia tử vi học cho thấy có khá nhiều con giáp gặp may mắn suôn sẻ trong công việc, nhưng đổi lại, họ lại gặp khá nhiều khúc mắc trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên thì tháng này, bản mệnh có thể hóa giải bằng cách mang bên mình pháp khí phong thủy, đó là vòng tam hợp Thân, Tý, Thìn. Vòng tam hợp có trường khí của sự hòa hợp, đồng thời đây chính là pháp khí được làm bằng chất liệu gỗ huyết long hoàng gia, mang trường năng lượng tốt, giúp cho bản mệnh có nhiều quý nhân tương trợ, làm cho bản mệnh may mắn thành công, hóa giải những chuyện thị phi xui xẻo mà những gia chủ sẽ gặp phải. Từ đó gia đạo yên vui, công việc hành thông thuận lợi. Tuổi Tý. Công việc của tuổi Tý thì khá là suôn sẻ khi mà những ý tưởng đến dồn dập, tạo được ấn tượng tốt với đồng nghiệp và cấp trên. Vận trình tình cảm của tuổi Tý cũng khởi sắc, mặc dù bận rộn với núi công việc nhưng bản mệnh không bao giờ quên thời gian để quan tâm chăm sóc nửa kia của mình. Tuổi Sửu. Tháng cô hồn là một ngày vượng tài. Đối với tuổi Sửu, sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của bạn sẽ được cấp trên đánh giá cao, tạo bước tiến để bạn thăng tiến sau này. Về tài chính, tuổi Sửu không có những hao tốn thứ gì mà ngược lại còn nhận được những khoản thu bất ngờ, giúp tài khoản tăng số. Chuyện tình cảm cũng rất suôn sẻ, không xảy ra xung đột gì. Tuổi Dần. Công việc của tuổi Dần diễn ra khá là suôn sẻ, không gặp phải áp lực hay căng thẳng nào quá lớn. Nhưng bản mệnh cần phải mạo hiểm hơn thì cơ hội thăng tiến mới xa hơn được. Trong tháng này, tuổi Dần có thể xảy ra xung đột, tranh cãi với bạn bè, đồng nghiệp, và nếu không giữ được bình tĩnh thì rất dễ làm hỏng mọi chuyện. Tuổi Mão. Tử vi học cho thấy tháng cô hồn này là một tháng khá là suôn sẻ với tuổi Mão, khi mà bản mệnh làm việc gì cũng thuận lợi, dễ hoàn thành các công việc được giao và thậm chí còn vượt xa ngoài sức mong đợi. Tuy nhiên, tuổi Mão nên cẩn trọng với túi tiền của mình vì tháng này không phải là thời điểm tốt để tiến hành các hoạt động đầu tư lớn. Trong chuyện tình cảm, tuổi Mão có thể đón nhận nhiều niềm vui và bất ngờ. Tuổi Thìn. Các cặp vợ chồng tuổi Thìn có thể xảy ra xích mích, tranh cãi trong tháng cô hồn này. Đầu tư sẽ có lợi cho tuổi Thìn vào tháng này do có thần tài nâng đỡ, nhờ vậy mà bạn sẽ có một tương lai vững chắc hơn. Tử vi hàng ngày cũng khuyên rằng tuổi Thìn nên dành nhiều thời gian hơn cho người thân để các mối quan hệ có bước tiến tốt đẹp. Các cặp vợ chồng có thể xảy ra xích mích, tranh cãi. Lời khuyên dành cho gia chủ tuổi Thìn là khi xảy ra mâu thuẫn, bản mệnh đừng nên cố gắng chỉ trích, soi mói đối phương vì muốn làm rõ vấn đề, mà hãy tạo cho nhau một khoảng không gian riêng tư để cả hai có thể bình tâm suy nghĩ. Tuổi Tỵ. Tình hình tài chính của tuổi Tỵ ổn định hơn trước nên con giáp này sẽ có nhiều thời gian để chăm sóc cho bản thân hơn. Tuổi Tỵ nên thận trọng trong giao tiếp với những người vừa mới gặp gỡ, nếu không hiểu lầm có thể xảy ra. Chuyện tình cảm của tuổi Tỵ khá là khởi sắc, đặc biệt là những người độc thân có khả năng tìm thấy một nửa ưng ý của mình. Tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ có xu hướng tùy tiện trong công việc khiến cho bản mệnh cảm thấy bế tắc trước nhiều dự định. Lời khuyên dành cho tuổi Ngọ là không nên suy nghĩ quá nhiều, hãy sắp xếp lại các kế hoạch theo thứ tự ưu tiên rồi thực hiện từng việc một. Nếu làm việc chăm chỉ, tuổi Ngọ sẽ nhận được tín hiệu vui về tiền bạc trong tháng này. Tuổi Mùi. Chuyện tình cảm của tuổi Mùi gặp phải không ít sóng gió khi mà bước sang tháng cô hồn này. Những gia chủ tuổi Mùi cần phải đặc biệt chú ý đến lời ăn tiếng nói, kẻo họa từ miệng mà ra. Chuyện tình cảm của tuổi Mùi cũng gặp phải không ít sóng gió, dù không cố ý nhưng sự vô tâm của bản mệnh cũng đủ để khiến cho đối phương cảm thấy chạnh lòng. Tuổi Thân. Tuổi Thân bị mất cân bằng giữa việc công và việc tư, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm trạng của bạn. Hơn nữa, trong tháng cô hồn, tuổi Thân có thể phải chi khá nhiều tiền và hầu như là những việc ngoài dự kiến. Bên cạnh đó, tuổi Thân có thể sẽ phải đối mặt với một vài trở ngại, khó khăn trong chuyện tình cảm. Tuổi Dậu. Với tinh thần làm việc hăng say, tuổi Dậu sẽ gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Tuy nhiên, vận trình tình cảm của con giáp này lại chưa thực sự khởi sắc, thậm chí phải đối mặt với nhiều sóng gió khiến cho đường ai nấy đi. Do đó mà tuổi Dậu cần phải giữ cho mình thái độ bình tĩnh, tỉnh táo để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tuổi Tuất. Tuổi Tuất may mắn nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền trong tháng cô hồn, nhiều cơ hội kiếm tiền và cải thiện tình hình tài chính của mình. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh đầu tư, mở rộng kinh doanh. Vận trình tình cảm tuổi Tuất có phần khởi sắc khi con giáp này có cơ hội gỡ bỏ những hiểu lầm trước kia với nửa kia. Tuổi Hợi. Tử vi học cho thấy tuổi Hợi sẽ được hỗ trợ rất nhiều trong công việc nên bản mệnh có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách thuận lợi và nhanh chóng. Ngoài ra thì tuổi Hợi cũng cần phải bớt quan tâm đến những thị phi bên ngoài, tránh rước thêm chuyện vào người. Trên phương diện tình cảm, tuổi Hợi và nửa kia vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp, êm ấm. Quý anh chị và các bạn thân mến, trong quan niệm của tử vi số mệnh 12 con giáp, một số con giáp phải trải qua cuộc sống cực khổ vào giai đoạn tiền vận. Tuy nhiên, khi bước vào trung vận thì sẽ đổi đời. Vậy nên, nếu không may bạn rơi vào con giáp không may mắn trên đây thì cũng không cần phải quá muộn phiền. Bởi vẫn thế mỗi người tùy lúc khác nhau, từ lúc bé đến khi đến trưởng thành, vượt qua không ít trắc trở. Nhưng sau tuổi trung niên, mọi thứ đều được đền đáp xứng đáng, hoặc có thể tìm cách hóa giải để cuộc sống không bị xui xẻo. Cảm ơn quý anh chị thời gian qua đã luôn đồng hành, dành tình cảm và sự yêu mến cho Phong Thủy Gia Cát. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.